Idol luôn cái phần lựa chọn cầu chì, cái này là cái mình cần quan tâm nhất ha, tại vì nhiệm vụ của mình là phải lựa chọn cái cầu chì. Thì để chọn cầu chì thì mình sẽ sử dụng các cái điều kiện lựa chọn, đó là chọn theo dòng điện ha, và điện áp. Thì đối với một cái tải thông thường ha, tải chiếu sáng và tải dân dụng, tải chiếu sáng, tải dân dụng là những cái tải đèn này, hoặc là các thiết bị dân dụng trong nhà ha. Thì mình sẽ dùng tính toán ha, y định mức cầu chì nó sẽ lớn hơn bằng y tính toán. Y tính toán này là dòng điện tải, dòng điện của cái phụ tải mà mình tính được ha. Y tính toán này là y dòng điện chạy qua tải mà mình tính toán hôm trước ha. Thì người ta cho công suất tải thì mình phải tính ra được cái y này, tính được dòng điện tải. Rồi thì mình sẽ chọn cái cầu chì có dòng điện lớn hơn hoặc bằng so với dòng điện của tải để nó đủ bảo vệ cái tải. Nếu mà y cầu chì mà nhỏ hơn dòng điện tải thì mà chạy chập là cái cầu chì nó đứt ha, tại vì nó quá cái khả năng của cái cầu chì. Còn nếu dòng tăng y định mức cầu chì mình chọn lớn hơn tải một vừa đủ, lớn hơn một tí thôi, không có lớn hơn quá nhiều nhưng mà lớn hơn hoặc bằng, lớn hơn vừa phải thôi. Ví dụ cái tải mình là 10 ampe thì mình có thể chọn cái cầu chì là 10 ampe hoặc 12 ampe, 13, 15 gì đó, không có chọn quá lớn á. Thì còn cầu chì định mức tới 50 ampe chẳng hạn, thì nếu cái tải này nó bị quá tải thì cầu chì nó cũng không bảo vệ được. Chọn vừa đủ lớn hơn thôi, đừng có chọn lớn hơn quá nhiều. Rồi u định mức cầu chì lớn hơn hoặc bằng u nguồn. Dù cái tải mình sử dụng nguồn điện 380 V thì u định mức cầu chì cũng phải lớn hơn hoặc bằng cái giá trị điện áp đó. Thì đó là đối với tải gọi là tải dân dụng và tải chiếu sáng. Những cái tải này là những cái tải nó cái dòng điện nó tương đối là ổn định ha, có nghĩa là khi cái tải mình nó vận hành á, thì cái quá trình vận hành cái tải dòng điện nó ổn định, cái dòng nó không có tăng lên đột biến ha. Còn đối với cái loại tải thứ hai người ta phân là loại tải động cơ. Thì đối với cái tải động cơ thì đặc trưng của nó là khi mình khởi động cái động cơ thì dòng nó tăng lên rất cao ha. Thì nếu mà dòng tăng cao mà nếu mình chọn cái cầu chì giống như chọn đối với cái tải thông thường á, thì khi khởi động động cơ cái dòng nó tăng cao vậy nó sẽ đứt cái cầu chì, đúng không em? Ví dụ cái tải động cơ mình dòng định mức 10 ampe, chọn cái cầu chì 10 ampe mà khi khởi động dòng động cơ nó tăng lên tới 50 ampe, thì nếu cái cầu chì 10 ampe này nó đứt liền ha, đứt cái bật liền, do đó không sẽ không khởi động được động cơ. Vậy thì muốn chọn được cái cầu chì cho cái tải động cơ thì mình phải nhân thêm hệ số vô. Thì đối với cái động cơ thì mình sẽ tính y định mức cầu chì. Cái cầu chì mình lựa chọn ha, y định mức nó phải lớn hơn bằng y định mức động cơ nhân với km. Km này là hệ số khởi động động cơ, km máy. Hệ số khởi động là thường nó từ 5 cho tới 7 lần cái y định mức. Thì nếu mà cái thiết bị mình người ta không có cho thì mình cho cái km này bằng 5 lần hoặc là 7 lần từ 5 tới 7 lần. Khi khởi động thì dòng động cơ tăng lên từ 5 tới 7 lần nha nghe, động cơ không đồng bộ khi khởi động dòng tăng lên từ 5 tới 7 lần. Thì mình cứ nhân vô cái dòng định mức của động cơ ha. Ví dụ cái động cơ 10 ampe, định mức 10 ampe thì khi khởi động nó lên tới 50 ampe chẳng hạn, nhân 5 vô 50 ampe. Thì y định mức cầu chì mình sẽ chọn là bằng cái giá trị 50 này chia cho một cái hệ số alpha nữa. Thì cái hệ số alpha này là hệ số phụ thuộc vào cái tính chất của tải, cái tải và cái động cơ nó đang kéo cái động cơ mà nó kéo cái tải nặng. Tải nặng là những cái tải mà thuộc dạng như là cầu trục hoặc là thang máy, thang tải, những cái dạng đó. Thì tải nặng thì cái hệ số alpha nó bằng 1,6, lưu ý alpha bằng 1,6 nếu là tải nặng. Cầu trục, thang tải hoặc là thang cuốn hoặc là thang máy gì đó, những cái nó phải kéo các cái dây chuyền này. Anh vô chưa tắt mic, vô tắt mic đi mà. Tiếp theo là cái tải nhẹ. Cái tải nhẹ thì là cái tải mà cái hệ số alpha nó bằng 2,5. Tải nhẹ là những cái tải ví dụ như là máy phay, máy tiện nữa. Cái tải này nó không có kéo cái mặt này. Cái máy phay nó chỉ kéo cái phôi hoặc là nó kéo cái lưỡi dao quay thôi ha. Thì nó cái tải này nó không có nặng ha, chứ không phải như cầu trục bên tải nó phải kéo những cái vật thể này.
máy nữa, hoặc là các cái dây chuyền và cái hệ thống máy móc nó lớn thì phải kéo các cái tải này. Còn các cái thiết bị như máy phay hoặc là cái mài ha, không ạ, thì nó là tải nhiệt ha. Rồi nhớ nha, alpha là hệ số tải nha, phụ thuộc cái tải, hệ số phụ thuộc tải. Tải nhẹ là 2,5, tải nặng là 1,6. Thì cái slide này mấy em có thể là ghi chép lại hoặc là chụp hình lại gì đó để mình lựa chọn cho nó phù hợp. Thì đó là cách thức chọn cái cầu chì. Thì cái sơ đồ mặt nào mình có cầu chì thì mình phải chọn theo cái phương pháp này ha. À, đối với nhóm động cơ thì cái dòng tải, dòng định mức cầu chì mình sẽ tính theo cái lựa thức này ha. Nếu một cái cầu chì bảo vệ cho nhiều động cơ cùng một lúc á, thì mình sẽ tính bằng Y mở máy max, dòng điện mở máy của cái động cơ mà lớn nhất, động cơ mà có dòng mở máy lớn nhất ha, cộng với sigma của dòng điện định mức của các cái động cơ còn lại. KTI là hệ số tải của cái động cơ, hệ số tải của các cái động cơ trong nhóm. Y định mức của các động cơ còn lại trong nhóm, trừ cái động cơ mà mở máy max ra. Thì tại sao có công thức này? Thì thông thường khi mở máy một nhóm động cơ, nhiều động cơ, người ta mở máy, người ta sẽ mở máy tuần tự từng cái một, mở cái một, cái hai, cái ba, cái bốn dần dần thôi ha. Thì cái dòng mở máy lớn nhất được tính là cái dòng mở máy ứng với khi cái động cơ lớn nhất được bật lên, cái động cơ mà tải nặng, dòng điện lớn, khởi động lớn nhất nó bật lên, cộng với các cái động cơ khác đang chạy bình thường. Tại vì mình khởi động tuần tự ha, thì có nghĩa là một đám động cơ đang chạy rồi, còn một cái động cơ khởi động dòng lớn nhất chạy cuối cùng bật lên, thì lúc này dòng điện chạy qua cầu chì là dòng lớn nhất có thể ha. Thì mình phải tính cái cầu chì phải lớn hơn hoặc bằng giá trị này chia cho cái hệ số alpha. Alpha max là hệ số của cái ứng với cái động cơ mà lớn nhất, ứng với cái động cơ lớn nhất. Rồi, thì đó là cách chọn cái cầu chì. Ra mấy em học ở môn khí cụ điện là chắc mình cũng nhớ, nói lại sơ là chắc nhớ rồi. Đó là chọn cầu chì. Tương tự thì mình sẽ chọn các cái thiết bị khác. Cầu chì thì mấy em tham khảo các cái catalog để mình chọn cái loại cầu chì, chọn cái điện áp, dòng điện phù hợp ta. Mình tìm các catalog và cầu chì ha. Thì nếu thông thường thì mình chọn cầu chì loại GG cũng được ha. GG bảo vệ chung ha, nó xài phổ biến. Còn nó vừa bảo vệ ngắn mạch vừa bảo vệ quá tải luôn. Đấy, chung. Rồi, tiếp theo mình nói về cách lựa chọn cái CB. Thì cái CB, CB nó còn gọi là máy cắt hạ áp ha, hoặc là cầu giao tự động automat, những cái tên gọi, khác nhau. Mình thì thường gọi là CB, ngắn gọn. Thì cái CB nó chức năng cũng là dùng để bảo vệ mạch điện, đồng thời có thể đóng các mạch điện ha, bằng tay, hoặc là nó có thể tự động bảo vệ các mạch ha, khi có sự cố ngắn mạch hoặc là quá tải. Thì khi lựa chọn cái CB, cái phần các cái phần cấu tạo rồi thầy không có giới thiệu lại. Thì khi lựa chọn CB thì mấy em cần lưu ý á, một số cái lưu ý. Nói về CB thì nó có một số loại. Thứ nhất là MCB. MCB là những cái CB cỡ, gọi là CB mà dòng điện nó nhỏ dưới 100A thì gọi là MCB. Hay còn gọi là CB tép á. Những cái CB như dạng này là MCB này. CB test hoặc là nó ghép nhiều cái lại. Đây là những cái CB test ghép lại. Thì dòng định mức những cái CB này nó dưới 100A. Dòng dưới 100A ha. Dùng cho cái mạch ngoài công suất nhỏ. Rồi, một cái loại CB lớn hơn gọi là MCCB. CB tổng ha, MCCB. Thì MCCB dòng nó từ 100 cho tới 1000A. Nó lớn hơn dòng trong dưới 1000A. Rồi, một loại nữa là ICB. ICB là gọi là máy cắt không khí. Nó là một loại CB với dòng định mức lớn hơn nữa. Nó từ 600 cho tới 6000 A. Máy cắt ở điện áp thấp thôi. MCB, ICB nó cắt ở điện áp thấp thôi. Mà dòng thì nó có thể lên tới vài ngàn A. Thì đó là các cái cấp độ của CB. Rồi thì đối với CB thì nó có cái đường đặc tính. Gọi là cái đường đặc tính các dòng điện của CB nó như thế này. Thì cái khi mà dòng điện nó đạt tới cái ngưỡng ví dụ dòng điện bình thường mà dưới cái mức Y định mức IR
dòng điện bảo vệ quá tải, nếu dưới cái mức này, nghĩa là dòng dưới cái mức bảo vệ của CV thì nó sẽ vận hành bình thường. T là thời gian cắt, cái trục T là thời gian ha, trục Y là dòng điện này. Dòng điện mà dưới cái mức cắt thì CV nó vận hành thông suốt bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu dòng điện mà tăng hơn cái mức IR là cái dòng điện mà cắt sự cố quá tải, thì khi vào dòng điện tăng hơn mức IR thì sau một khoảng thời gian, sau một khoảng thời gian T2 thì cái CV nó sẽ tác động, nó sẽ cắt, nó cắt điện tải ha, bảo vệ quá nếu dòng điện nó tăng lên tới một mức nào đó, cái Y này mà càng tăng á, cái dòng điện tải mà càng tăng thì cái thời gian càng vượt cái mức IR thì thời gian cắt nó sẽ càng giảm xuống, thời gian cắt quá tải ha, nó theo cái đường cong này, khi mà Y càng tăng thì thời gian cắt nó sẽ càng giảm xuống. Rồi tới khi Y nó tăng tới một giá trị gọi là IRM, là cái dòng mà cắt ngắn mạch, cắt bảo vệ ngắn mạch ha. Khi có sự cố ngắn mạch, dòng nó tăng vượt quá mức này thì thời gian cắt là T1. T1 này nó nhỏ hơn nhiều so với T2 ha. T1 rất là nhỏ. T1 nó chỉ còn dưới 1 giây, thời gian cắt nó khoảng tầm không phẩy mấy giây là nó cắt rồi. Tùy tùy vào cái mức dòng điện, điện áp ở trong hệ thống nữa. Mà thời gian cắt T1 rất nhỏ. Thì tại vì cái tác động, khi mà tác động dòng nó tới mức IRM, cái dòng qua cái mức ngắn mạch này thì cái cuộn hút ở trong cái CV nó sẽ tác động ha. Mình học cấu tạo về CV rồi. Khi mà dòng nó vượt quá cái mức này thì cuộn hút nó sẽ tác động. Còn dòng ở dưới mức này thì cái thanh lượng kim nó sẽ tác động. Thanh lượng kim thì nó nóng lên từ từ ha. Nên dòng càng tăng thì thời gian cắt nó sẽ càng giảm lại. Nhưng mà nó có cái sự gọi là giảm từ từ. Thời gian nó giảm từ từ theo cái dòng điện. Còn đạt tới một cái ngưỡng ha, tới cái mức thời gian tác động của cái đạt cái mức dòng điện tác động của cuộn dây thì gần như là tức thì á, cái cuộn dây nó sẽ tác động và nó cắt cái dòng điện. Rồi ICU là cái dòng lớn nhất mà cái CV chịu được. Nếu mà vượt quá cái dòng này thì cái CV nó sẽ bị phá hủy ha, nó sẽ hư cái CV. Không thể, có thể nó sẽ không cắt được dòng điện ha. Khi mà dòng lớn quá thì CV có khả năng không cắt được dòng luôn. Dòng nó phá hủy luôn cái CV và nó dẫn xuyên qua CV luôn. Nè. Thì đối với CV nó có một số phân loại, một số anh đó là các cái ngưỡng tác động. Thì cái CV mà ngưỡng B ha, là nó dùng để bảo vệ cho các cái nguồn có công suất thấp, ví dụ như các cái máy phát điện dự phòng chẳng hạn. Thì cái ngưỡng tác động ngắn mạch của nó nhỏ hơn. Khi có sự cố ngắn mạch, dòng ngắn mạch chỉ cần tăng lên vài lần là nó sẽ cắt. Cái loại thứ hai là loại ngưỡng C. Ngưỡng C thì cái loại này là loại phổ biến thường dùng ha. Mình hầu hết mình ra thị trường gặp là cái loại ngưỡng C này anh em. Hầu hết CV trên thị trường mình gặp là loại C. C là bảo vệ chung ha. Các cái tải đều bảo vệ được. Rồi, cái ngưỡng loại D là ngưỡng bảo vệ dành cho các cái máy mà nó có dòng quá độ lớn. Số cái thiết bị ha, động cơ ha, động quá độ lớn thì nó dùng ngưỡng D. Dạng D thì cái dòng ngắn ngắn mạch nó cao hơn ha. Cái dòng ngắt ngắn mạch nó cao hơn. Còn cái dạng MA này cũng là để bảo vệ động cơ ha. Rồi thì thông thường mình sẽ gặp CV dạng C nha mấy, dạng C là cái loại phổ biến đó. Rồi thì đối với chọn CV, lựa chọn CV thì mình chọn khá là đơn giản ha. Thứ nhất là chọn ưu định mức của CV lớn hơn ưu định mức của nguồn nguồn điện, ưu định mức của nguồn điện á, mức mạng là nguồn điện đó nha. Rồi, dòng điện định mức của CV lớn hơn dòng làm việc max của đồng của thiết bị. Nhờ tính được dòng điện của tải rồi thì mình lấy chọn cái CV lớn hơn cái dòng điện tải là được. Chọn dòng định mức CV lớn hơn dòng điện tải là được ha em. Rồi dòng điện các ngắn mạch thì chọn Y định mức CV lớn hơn hoặc bằng Y gọi là ICU định mức đó. Cái dòng Y định mức này là khác Y định mức trên nha. IC định mức là dòng gọi là dòng khả năng cắt của CV gọi là ICU á. Thì Y này nó phải lớn hơn cái dòng ngắn mạch của cái thiết bị khi mà bị sự cố. Rồi thì thầy giới thiệu về cái CV trước nha. Cái ưu định mất mạng là cái nguồn cấp vào hả thầy? Đúng rồi, ưu định mất mạng là cái ưu định mất nguồn rồi. Nguồn. Thì thầy giới thiệu
cái mấy cái công cái thiết bị khi mà mấy em chọn á thì mấy em nên tìm một cái catalog á, chọn một thiết bị nó có cái tên cái mã hiệu đàng hoàng à. Rồi ví dụ đây là cái catalog của các cái MCB của hãng LS à. LS là cái hãng sản xuất thiết bị của Hàn Quốc ha. Thì các cái thiết bị của nó tương đối giá tương đối là tốt ha, so với những thiết bị của các cái hãng Mỹ hoặc là các nước châu thì cái giả sử mình coi một cái dòng MCB của nó ha. Ví dụ cái dòng MCB đi. Ví dụ cái dòng MCB loại là đây đi, 2 tới 3 cực này. Cái dòng phía này nè ha, phía bên phải này. Thì y định mức của nó từ 5 cho tới 50 mb, cái chỗ thầy đang tô màu xanh em thấy ha. Từ 5 cho tới 50 mb trình lên tí. Thì cái 5 tới 50 mb này là giá trị định mức cái CP nó bảo vệ ha. Ví dụ dòng mà mình chọn CP ngưỡng ví dụ ngưỡng là 50 mb thì nếu dòng điện dưới 50 mb thì CP hoạt động bình thường. Nếu vượt quá 50 mb thì sau một khoảng thời gian CP nó sẽ cắt. Ví dụ dòng là 60 mb chẳng hạn thì sau khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì CP cắt. Thì ví dụ thôi ha. Nó sẽ có cái đường đặc tuyến mình phải coi cái catalog sẽ có cái đặc tuyến nữa ha. Đặc tuyến là ví dụ thì cái đặc tuyến tác động hồi nãy thầy có chiếu trong cái slide thì nếu quá 50 mb thì sau bao lâu tác động nó sẽ có cái đặc tuyến để mình khảo sát. Cái đặc tuyến này mình có thể điều chỉnh được tùy tùy loại CP, các loại CP nó sẽ cho phép mình điều chỉnh cái đặc tuyến các đặc tuyến các quá tải ha, của động cơ của CP các nhóm mạch. Rồi thì cái ngưỡng mà 50 này là cái ngưỡng định mức của nó. Nếu nó vượt quá 50 nó có nhiều cái loại này nó có nhiều dòng ví dụ cái 5, 10, 15, 20, 25, 30 thầy đang xét cái 50 mb nha, đang xét cái 50 thì nếu dòng dưới 50 mb thì cái CP nó hoạt động bình thường, nhưng vượt quá 50 ví dụ 55, 60 đó thì sau một khoảng thời gian có thể một vài tiếng có thể 10, 15 phút tùy cái mức độ vượt quá tùy cái đặc tuyến của cái CP thì sau khoảng thời gian nó sẽ cắt, thì đó là dòng cắt quá tải ha. Còn nếu dòng vượt quá ví dụ như quá 400 mb chẳng hạn hoặc là quá 500 mb thì có thể nó cắt tức thì á, khi nó tác động cái cuộn cuộn hút nó sẽ cắt cắt ngay tức thì. Thì nó sẽ có cái đường đặc tuyến á, cái CP để mình khảo sát. Rồi, 10K 10 kA này là cái dòng gọi là cái dòng khả năng cắt của CP này ha. Và ICU á. Em thấy 10 kA là kiloampe nha em. Có nghĩa là 10.000 A. Thì cái mức 10.000 A này là cái mức khả năng cắt của CP. Nếu dòng ngắn mạch nó tăng lên mà quá 10.000 A thì cái CP này tiêu luôn á. Nếu dòng ngắn mạch vượt quá 10.000 A là CP này hư luôn, không cắt nổi nữa. Không chịu được ha. Tại vì dòng quá lớn là nó chảy luôn cái tiếp điểm đồng ở trong cái CP. Chảy luôn tiếp điểm thì nó dính luôn á, nó khỏi có mở ra được nữa và không cắt được. Rồi, 400 V AC có nghĩa là điện áp định mức của nó là 400 V. Vậy thì cái CP này dùng trong cái lưới 380 V được ha. Để dùng trong lưới điện 380 V được. Dùng cho cái động cơ có dòng dưới 50 A được. Dùng cho cái thiết bị dòng dưới 50 A được. Rồi. Thì cái một số cái thông tin khác. Đây. Ví dụ này. Cái mức residual current of time. Cái thời gian mà cắt bởi cái cuộn cuộn dây á ha. Nó là cái đối với cái CP nó là 0,03 giây. Có nghĩa là nếu mà ngắn mạch xảy ra thì trong vòng 0,03 giây là cái CP nó cắt đi. À không, cái này là cái CP chống dòng rò, cái loại này khác rồi. Ở dưới này residual là cái CP chống dòng rò ha. Thì trong vòng 0,03 giây nó cắt. Cái loại này khác ha. Trên này. Cái này nó có ghi cái thời gian cắt rồi thì mình nên tìm hiểu qua các cái catalog ha. À đây một cái CP thì nó sẽ có thường một cái dòng CP nó sẽ có ba cái loại đặc tuyến khác nhau em à, đặc tuyến loại B này, loại C và loại D, chú ý nha. Loại B là cái loại cái ngưỡng ngắn mạch nó thấp dùng để bảo vệ các cái nguồn ha, nguồn mà ví dụ như cái nguồn máy phát điện chẳng hạn
nguồn đó nó có dòng nhãn mặt thấp ha. Loại C là dùng phổ biến, chú ý cái loại C là cái loại phổ biến thường gặp nhất, thường dùng nhất. Còn loại D là loại chuyên để bảo vệ cho các cái động cơ mà có dòng khởi động lớn ha. Loại D là bảo vệ động cơ mà khởi động lớn. Thì cũng một cái dòng đó, cùng một cái CP nhưng mà nó có nhiều loại đặc tuyến ha, B, C, D, ba loại. Thì mình phải chọn đúng loại đặc tuyến của nó nha. Chọn cái loại đúng đặc tuyến của nó. Thì đó là nói cách cái chọn cái CP. Thì thông thường mình chọn chọn theo ba cái thông số thôi. U định mức này, lớn hơn U định mức nguồn. Y định mức lớn hơn Y định mức CP lớn hơn Y làm việc max của tải. Có nghĩa là dòng điện cực đại của tải, dòng lớn nhất của tải. Và dòng điện các cái mặt lớn hơn cái dòng các nhánh mạch của CP á, lớn hơn cái dòng nhánh mạch trong mạch ha. Thì cái y nhánh mạch trong mạch này mình có thể tính toán được. Nhưng mà thông thường thì các CP người ta sản xuất thì cái khả năng chịu dòng nhánh mạch nó rất là lớn. Thường thì ít khi mà nó cái mạng điện mình có cái dòng nhánh mạch mà vượt quá cái dòng định mức của CP. Nên nếu để đơn giản thì em có thể chọn theo hai cái tiêu chí trên thôi. U định mức CP lớn hơn U định mức mạng và Y định mức CP lớn hơn Y định mức của Y làm việc của tải. Y làm việc max của tải. Còn cái dòng điện này thì dòng điện ICU này thì mình tham khảo thôi. Còn nếu muốn tìm thì mình phải tính được cái Y nhánh mạch trong cái mạng của mình. Có nghĩa là biết cái mạng mình khi sự cố nhánh mạch xảy ra thì dòng nhánh mạch nó là bao nhiêu. Cái phần tính nhánh mạch này thì nó tương đối là khó. Nó thuộc cái một cái lĩnh vực nó đi sâu vào rồi. Tính dòng nhánh mạch nó tương đối là khó. Cái khía cạnh tiếp theo mình cần lựa chọn trong các cái mạng điện của các cái hệ thống đó là cái contactor. Thì contactor thì chắc mình cũng quá quen thuộc rồi. Contactor là dùng rất nhiều trong cái môn điện cơ bản hoặc là cái môn thực hành trang bị điện. Số cái môn mà lắp mặt điện dùng cái contactor rất nhiều. Sau này đi làm mình cũng sẽ tiếp xúc với nó nhiều ha. Các cái hệ thống điện công nghiệp, các cái dây chuyền sản xuất đúng không ạ? Thì các thiết bị gắn kết được hầu hết được sử dụng được đóng các thông qua contactor. Thì cái contactor này nó vận hành điều khiển thông qua cái lực hút điện từ của cái cuộn dây nó giúp đóng các tiếp điện một cách gián tiếp, mình không phải trực tiếp chạm vô ha. Thì đối với contactor thì mấy em có một số cái lưu ý khi lựa chọn ha. Thì đối với contactor thì chọn đơn giản là mình chọn chỉ cần y định mức của contactor lớn hơn hoặc bằng y định mức của contactor lớn hơn bằng y định mức của tải, u định mức contactor lớn hơn bằng u nguồn thì giống như CP thôi. Chọn u và y định mức ha, lớn hơn giá trị của nguồn và giá trị của tải đang làm việc là được ha. Rồi nhưng mà đối với contactor thì mình còn phải quan tâm tới cái số lần đóng két của nó. Cái contactor mà làm việc ở những vị trí cần đóng két nhiều thì mình phải coi cái tuổi thọ. Chọn cái loại có tuổi thọ lớn. Cái tuổi thọ của contactor nó sẽ được tính theo số lần đóng két không em? Contactor nó sẽ có cái tuổi thọ đóng két được bao nhiêu ngàn lần, mấy chục ngàn lần hay mấy trăm ngàn lần. Thì cái tuổi thọ nó sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố. Phụ thuộc vào cái tần số đóng két, rồi phụ thuộc vào cái dòng điện nó làm việc, điện áp làm việc không bác. Nó sẽ quyết định cái tuổi thọ của contactor. Rồi cái nhà sản xuất người ta chế tạo cái loại tuổi thọ nó nhiều lần đóng két hay là ít lần đóng két nữa ha. Cái loại mà càng nhiều lần đóng két thì cái giá thành nó sẽ càng cao. Tiếp điểm người ta chế tạo nó tốt hơn, đóng két được nhiều lần hơn. Rồi. Thì khi chọn thì sẽ cần quan tâm rất nhiều thông số. Nhưng mà chủ yếu là U, Y định mức và cái tuổi thọ. Một cái lưu ý nữa khi mình chọn contactor đó là contactor nó có nhiều loại ha. Nó có loại contactor một chiều và contactor xoay chiều. Loại xoay chiều thì nó sẽ ký hiệu là AC1, AC2, AC3, AC4 gì đó ha. Thì mỗi loại này nó có chức năng khác nhau ha. Cái loại AC1 á, cái loại AC1 là nó dùng cho các cái tải mà nó dòng điện nó không có thay đổi theo trong quá trình vận hành. Thì thường các tải này là các cái tải điện trở ha. Ví dụ cái nhóm nào mà làm về lò điện trở thì các contactor đóng các trong mạch này dùng contactor loại AC1 dòng điện tải nó không có thay đổi nhiều khi đóng và cách
thay đổi. Còn cái loại AC2, AC3, AC4 thì dòng điện tải nó thay đổi nhiều ha, trong quá trình vận hành. Thì cái loại AC2 dùng cho cái động cơ rotor dây quắn, động cơ không đồng bộ rotor dây quắn. Loại AC3 và AC4 là dùng cho động cơ rotor lồng sắt. Nhưng mà chế độ hoạt động thì nó lại khác nhau. AC3 thì nó vận hành trong nhiều chế độ, còn AC4 thì nó thường dùng ở các cái động cơ mà vận hành khởi động phanh hãm nhấp nhẹ ha. Một chiều thì nó cũng có nhiều loại ha, DC1, 2, 3, 4, 5. Thì mình thì hầu hết là dùng loại, nó mới báo gần hết giờ. Nếu mà hết giờ mà chưa xong thì phải ao, cái zoom nó ao thì mình vô lại nha em. Rồi, thì cái ông tơ nó có nhiều loại vậy. À, thì lưu ý khi chọn thì mình để ý chọn đúng cái loại của nó nha. Thường thì mạch mình là AC thì mình chọn loại ông tơ là AC á. Đối với các cái tải điện trở thì mình sẽ chọn AC1. Còn tải động cơ thì chọn AC234 tùy động cơ. AC2 là động cơ rotor dây quắn, AC34 là dùng cho động cơ rotor lồng sắt. Thì đối với connector thì chỉ cần quan tâm tới dòng điện, điện áp và cái tuổi thọ. Để chiếu một số cái catalog connector thì mình tìm thì mình tham khảo ha. Rồi, ví dụ một cái dòng connector của hãng LS ha. Rồi, ví dụ cái dòng này 18AF đi ha. Dòng 18AF này thì nó có ở dưới nó lại phân làm nhiều cái dòng con ha. MC6A là dạng 6A, loại 9A, 12A, 18A thì tùy cái mức dòng điện ha. Rồi. Thì ở dưới đây nó sẽ có dòng tùy loại AC1 nè. Đối với loại 18AF này thì nó phân làm những cái dòng dòng AC1 là dòng dùng cho tải điện trở. Tải điện trở. Thì cái dòng điện nó cắt được tải điện trở là dòng cắt được là 25A đây ha. Cái dòng cuối này thì cắt được 32A. Rồi. Tiếp theo là cái loại AC3. AC3 thì cái loại này sẽ dùng cho động cơ. AC3 thì ở đây nó có là cái tùy cái mức điện áp ha. Ví dụ mức điện áp là 220 400V, 240V. Ứng với cái điện áp ha, 220 240, có nghĩa là cái mức dòng cái khoảng điện áp ha. Thì cái công suất tải nó kéo được ha, cái loại mà 6A thì nó kéo được là tải 2,2 kW. Và dòng ứng với dòng là 9A. Cái loại 9A thì nó là 2,5 kW, dòng 11A. Đó là ứng với cái mức điện áp này nha các bạn. Còn nếu mức điện áp cao hơn 380V thì cái tải nó kéo được là 3 kW ha. Và dòng định mức nó chịu được là 7A, dòng nó nhỏ hơn ha. Điện áp cao thì dòng nó chịu được nhỏ hơn. Rồi. Tương tự các cái mức cao hơn. Nếu mức điện áp 500 kW 500V thì cái dòng nó chịu được là còn 6A thôi. Đó thì tùy vào cái mức điện áp ha. Thì cái dòng điện bắp cách của cái contactor nó sẽ phụ thuộc vào cái điện áp. Rồi, coi thử cái loại này nè, nó chịu được 1.800 lần trong 1 giờ. Có nghĩa là đóng cách được 1.800 lần trong 1 giờ. Trong 1 giờ nó chịu được 1.800 lần đóng cách. Rồi, tiếp. Cái này là 15 triệu lần. 15 MI là million ha, là 15 triệu lần. Có nghĩa là gì? Các cái cơ cấu cơ khí nói chung là cơ khí á thì nó chịu được là cái tác động của cơ khí á, đóng cách nó được tới 15 triệu lần ha. Đó là tuổi thọ của nó nếu theo về cơ khí. Nhưng về điện á, electrical thì nó chỉ chịu được 2.500.000 lần ha, 2.500.000, 2,5 million nữa nha. Cái lần đóng cách, có nghĩa là tiếp điểm nó chỉ chịu được 2.500.000 lần đóng cách thôi. Dòng điện nó đóng cách qua đó 2.500.000 lần thì nó sẽ bị hư đó. Đó là cái tuổi thọ. Thì khi mình chọn công tơ thì mình phải quan tâm tới những cái thông số đó. Rồi, ngoài ra coi cái một số cái thông số, ví dụ như là cái dòng chịu được mà trong thời gian ngắn ha, ví dụ trong vòng 1 giây thì cái CB này nó có thể chịu được dòng tới cái công tơ này chịu được dòng tới 210A, nhưng mà chỉ chịu được trong 1 giây thôi.
Còn nếu bác nó chịu trong 10 giây thì nó chỉ chịu được dòng tối đa là 105 A ha. Trong 30 giây thì nó chịu được 70 A ha. Không ạ. Còn lớn hơn 15 phút có nghĩa là dòng làm việc lâu dài á thì nó chỉ chịu được dòng 25 A thôi, dòng lớn nhất 25 A trong thời gian lâu dài. Em thấy lưu ý ha, cái AC1 này cái dòng nó chịu được lâu dài là 25 A, nhưng mà cái AC3 dòng nó dòng vận hành của nó chỉ là 9 A, dòng định mức của tải 9 A. Tại vì sao? Tại vì AC3 là dành cho động cơ ha. Khi động cơ đóng két thì dòng lúc mà đóng két động cơ tức thì nó có thể tăng lên tới từ 9 này nó có thể tăng lên tới 5-60 A ha. 5-60 A này thì nó trong thời gian động cơ khởi động trong vòng khoảng vài giây hoặc vài chục giây thì có nghĩa là vẫn nằm trong cái khoảng thời gian chịu được của cái công tơ ha. Công tơ nó có thể chịu được dòng 70 A trong vòng 30 giây. Thì nếu cái động cơ mình khởi động dòng 70 A thì cái công tơ vẫn chịu được trong vòng 30 giây. Nếu quá 30 giây mà cái động cơ không khởi động xong á, dòng vẫn tiếp tục duy trì 70 A thì cái công tơ có thể nó sẽ bị hư ha. Thì cái catalog nó rất là nhiều cái thông số trong đó. Mình đọc mình cố gắng tìm hiểu để hiểu được các cái thông số của nó. Là mình chọn được cái công tắc cơ cho nó phù hợp. Đấy nha. Và thì hầu hết mình đã học ở môn khí cụ điện thì thầy chỉ nói sơ bộ vậy thôi. Một cái nữa là cái relay nhiệt. Thì cái relay nhiệt cũng chọn đơn giản. Relay nhiệt thì mình cũng chọn cái relay nhiệt thì nó đi kèm với công tắc cơ, thông thường nó đi chung với công tắc cơ để nó bảo vệ động cơ. Thì cái relay nhiệt thì mình chọn nó tương tự giống như chọn đối với cái cầu chì ha, và mình có thể chọn cái dòng bảo vệ của relay nhiệt đó ở ngưỡng từ 1,2 tới 1,3 lần dòng điện định mức. Ví dụ cái tải mình tính đây dòng 100 A thì mình có thể chọn cái relay nhiệt từ 120 A, định mức 120 A. Thì cái relay nhiệt thường trong cái catalog về connector nó sẽ có relay nhiệt luôn. Ví dụ catalog này, ở dưới cái phần connector, ở trên này connector dưới này nó sẽ có những cái relay nhiệt đi kèm được ha. Tại cái relay nhiệt thì nó sẽ gắn trực tiếp vào cái conductor, mình học hồi cái môn điện cơ bản mình thấy nó gắn dưới á. Relay nhiệt này gắn kèm vô conductor thì cái loại MT12 này là cái loại phù hợp với conductor 18A và trên. Gắn là nó khớp á, gắn vô nó khớp. Thì cái loại này nó có số thông số ví dụ như cái điện áp định mức này. Rồi cái dòng điện xung lớn nhất là chịu được ha. Rồi cái dòng mà trip class là cái dòng điện mà nó tác động á 10 A ha. Rồi cái khoảng ta khoảng mà mình thiết lập cho nó là từ 0,1 cho tới 18 A, mình có thể chỉnh được cái dòng nó các anh. Thì mình sẽ điều chỉnh, ví dụ cái tải mình 10 A thì mình chỉnh cái dòng dòng của cái timer cái của cái relay nhiệt khoảng tầm 12 A là được ha, 12-13 A. Thì nếu mà dòng nó vượt quá 12-13 A thì sau khoảng thời gian cái relay nhiệt nó sẽ cắt bảo vệ cái động cơ. Relay nhiệt thì cũng chọn đơn giản thôi, U định mức, Y định mức ha. Lớn hơn giá trị định mức của tải và điện áp nguồn là được. Thì đó là số cái vấn đề về lựa chọn khí cụ điện. Thầy điểm danh trước ha. Rồi bạn nào có thắc mắc gì về cái vấn đề lựa chọn khí cụ điện này thì mình đặt câu hỏi. Hết giờ thì mấy em nếu cần đặt câu hỏi thì mình thêm John vô lại nha. Thầy điểm danh trước. Nếu bạn nào không vô lại được thì thôi. Không cần thiết ha. Bạn nào cần hỏi thì vô lại để đặt câu hỏi. Thực ra cái phần lựa chọn cái em nói đi em, tên gì nói đi. Thầy nhớ up cái clip phần chọn dây lại nha thầy. Cái phần Được chọn chưa? dây. Ồ, phần chọn dây bữa thầy có quay clip làm ta, hình như bữa thầy quên quay clip đó sao? Có quay không? Như Có. có Để thầy. rồi để coi. Rồi để lục lại. Hình như bữa thầy quên up hay là thầy up mà thầy chưa đăng cái link lên. Hết thời gian thì nếu nó out rồi mấy em cần đặt câu hỏi thì mình join lại, còn nếu không có câu hỏi thì có thể nghỉ luôn cũng được. Tiếp tục về tính toán chọn dây và chọn khí cụ điện, chỗ nào không rõ thì có thể đăng cái câu hỏi lên trên Classroom ha, là dán trực tiếp cho thầy cũng được ha.
nhanh cho ông nó ao mất mấy câu mà không kịp tìm nhanh. Điểm danh xong rồi, nếu mà nó out rồi thì mấy em bạn nào cần đặt câu hỏi thì join lại, còn không thì có thể nghỉ cũng được ha. Tiếp tục tìm hiểu và tính toán lựa chọn dây dẫn và cái cụ điện.